Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ, sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 11 tây tháng 4 tăng 500 đồng một ký tại Bà Rịa Vũng Tàu, cao nhất 66.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay ngày 11 tây tháng 4 trong khoảng 63.000 đồng đến 66.000 đồng một ký. Giá tiêu trong nước tăng nhẹ 500 đồng một ký tại Bà Rịa Vũng Tàu sau nhiều ngày giữ ổn định. Trên phạm vi thế giới, cộng đồng hồ tiêu quốc tế cũng niêm yết tăng giá tiêu xuất khẩu của Indonesia. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 64.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 63.000 đồng một ký. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 63.500 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 66.000 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 65.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng một ký tại Bà Rịa Vũng Tàu, giữ ổn định ở những địa phương khác so với cùng thời điểm hôm qua. Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu vụ thu hoạch, trên địa bàn tỉnh đang canh tác gần 10.700 hecta hồ tiêu, giảm hơn 800 hecta so với đầu năm 2022. Báo Bà Rịa Vũng Tàu phản ánh không khí ngay sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, dạo quanh các vườn hồ tiêu trên địa bàn. Mặc dù đang bước vào chính vụ thu hoạch, hồ tiêu chín đỏ, nhưng không còn cảnh nhộn nhịp nhân công thu hoạch như những năm trước. Đến thời điểm này, vụ thu hoạch tại địa phương này cơ bản đã kết thúc. Về sản lượng cụ thể, cần thời gian để cơ quan hữu quan thống kê công bố. Tuy nhiên, theo đánh giá năm nay, không phải là một năm được mùa được giá của hồ tiêu địa phương này. Trước thực trạng giá hồ tiêu lên xuống thất thường, ngành nông nghiệp địa phương đã khuyến cáo bà con nông dân thận trọng trong việc trồng mới mà chú trọng chăm sóc, phục dưỡng những diện tích tiêu đang cho năng suất ổn định nhằm phát triển bền vững cây hồ tiêu. Đối với những diện tích tiêu già cỗi, năng suất thấp, bà con nông dân nên nghiên cứu để chuyển đổi cây trồng phù hợp, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất. Theo tính toán, giá tiêu hạt chỉ vào khoảng 65.000 đồng một ký tiêu hạt khô, trừ đi chi phí nhân công khiến nông dân địa phương không đủ chi phí cho việc thu hoạch. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen lâm bung Indonesia chốt tại 3.605 USD trên tấn, tăng 9 USD trên tấn. Giá tiêu đen Brazil Esta 570 ở mức 2.950 USD trên tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia Esta giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng muôn tóc 6.056 USD trên tấn, tăng 15 USD trên tấn. Giá tiêu trắng Malaysia Esta vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở khoảng 3.225 USD trên tấn với loại 500g trên lít. Loại 550g trên lít ở mức 3.275 USD trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 4.780 USD trên tấn. Khởi đầu tuần mới, IBC đã điều chỉnh tăng giá tiêu của Indonesia. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất. Hãy subscribe.